Chào nhà thuốc, em gặp một vấn đề là nóng rát ở lỗ tiểu. Mỗi buổi sáng em lại thấy có dịch nhầy màu trắng như tinh dịch ở lỗ tiểu. Mỗi lần tiểu là thấy rát và em có đi khám ở bệnh viện. Bác sĩ có nói là em xét nghiệm máu và nước tiểu thì thấy là bị nhiễm trùng đường tiểu. Em có uống thuốc gần một tháng nhưng không khỏi, tình trạng nó có như vậy hoài. Cho em hỏi là em có thể sử dụng thuốc nam và điều trị có khỏi hẳn hay không? Em xin cảm ơn ạ. Chào bạn, bị nhiễm trùng đường tiểu thì bạn hoàn toàn có thể điều trị khỏi bằng cây thuốc nam. Có rất là nhiều những vị thuốc quý điều trị bệnh viêm nhiễm đường tiểu theo kinh nghiệm dân gian. Một trong những vị thuốc điều trị bệnh hiệu quả mà được sử dụng rất là thông dụng đó chính là cây đuôi dụ hay còn gọi là cây mạch lạc. Theo kinh nghiệm dân gian thì đây là một vị thuốc có công dụng giảm viêm nhiễm, kháng khuẩn và giúp hạ đường huyết. Đặc biệt là viêm đường tiết niệu, nhiễm trùng thì cây thuốc này có hiệu quả rất là tốt. Cách dùng là mỗi ngày sử dụng 40g đun khô, uống thay nước hàng ngày. Một số thông tin mà thuốc xin phép được chia sẻ cùng với bạn.